Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt ở chỗ này là cái đường Nguyễn Thành Phương. Chúng ta đi vào đây và đi lên cái cầu Hiệp Hòa, đi qua Cù Lao Phố. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, ngày 15 tháng 5 năm 2021. Bây giờ khoảng hơn 8 giờ sáng, gần 9 giờ Phú đang có mặt ở đây quay video chia sẻ quý vị, cập nhật một số thông tin ở đây. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Để chúng ta lên cây cầu Hiệp Hòa quý vị, cây cầu Hiệp Hòa để chúng ta đi qua Cù Lao Phố. Phú sẽ đi thẳng cái đường này và chúng ta tiến lên cây cầu An Hảo. Đấy, đấy là cái hành trình của chúng ta sẽ đi như vậy. Xem tình hình ở đây hôm nay như thế nào rồi quý vị nhé. Đấy, quý vị thấy cái lượng xe này là từ ở trong thành phố Biên Hòa, người ta sẽ đi thẳng ra cái cầu An Hảo để ra xa lộ Hà Nội. Rồi người ta muốn đi đâu người ta đi. Thì bây giờ ở trong Biên Hòa đó, người ta đi con đường này rất là nhiều, nó tiện lợi lắm quý vị. Chứ hồi trước thì phải vòng ngược xuống cái Ba Tam Hiệp, hoặc là vòng lên cầu Hóa An, hoặc là ngã ba Tân Vạn, nó rất là phiền. Khu vực chỗ này là thuộc xã Hiệp Hòa, Cù Lao. Ở bên phía Cù Lao này, Phú nhận thấy là bà con người ta vẫn sinh hoạt bình thường. Cũng không có đông mà cũng không có vắng, vẫn sinh hoạt bình thường thôi. Quán xá thì vẫn có người đi ra đi vô đều đều. Ngay chỗ này là chợ Hiệp Hòa đấy quý vị, chợ Xóm Chiếu hồi xưa đó. Xe này nó vô này, xe này vô lề. Nhiều khi nó vô lề xong cái bắt đầu là nó lại ra liền luôn, khá là nguy hiểm. Đây, tới đây thì Phú sẽ đi thẳng cái đường này luôn nha quý vị. Đi thẳng cái đường này chúng ta lên cầu An Hảo. Chỗ này chúng ta gặp một ngã ba này. Quý vị rẽ tay phải thì quý vị lên cầu Bửu Hòa, rồi đi qua bên chợ Đồn, đi qua bên ngã ba Tân Vạn. Còn đi thẳng đường này chúng ta lên cầu An Hảo, ra ngã tư Vũng Tàu. Đó. Xe máy chui vô cái làn trong này thôi. Chui vô cái làn trong này, cái đường nó hơi bị nhấp nhô một tí. Đây là trên mảnh đất Cù Lao Phố quý vị. Các quán ăn, nhà hàng lớn ở đây người ta vẫn mở cửa, buôn bán bình thường. Con đường này dạo gần đây Phú thấy là có rất là nhiều tiểu thương, người ta đã ra đây, người ta ngồi, người ta bán lề đường rồi đấy quý vị. Hồi trước thì không có, giờ bán nhiều rồi. Nói chung là cuộc sống mưu sinh nó cũng khá là vất vả quý vị. Tại vì quý vị thấy con đường này thẳng băng, nó đâu có gì để che mát đâu. Trời, nó nắng như là cái gì vậy đó, nắng như là búa bộ vậy. Đây, Phú đi ngang qua Phú thấy có hai anh kia ngồi bán bánh tiêu mà nhìn thấy thương luôn đó. Nắng gì đâu, nắng. Thật sự quý vị là đen hết cái làn da đen quý vị nha. Đó. Đấy, quý vị thấy không? Đất Cù Lao, cái con đường nắng chói chang.
từ ngày mà có cái cây cầu An Hảo này thì nó rất là tiện lợi đó, từ trong Biên Hòa đi ra ngoài, từ ngoài vô Biên Hòa tiện lợi quý vị. Tới đây là chúng ta sắp sửa lên tới cây cầu An Hảo rồi. Ở trong khu vực trong này thì người ta có mở ra những cái quán ăn dân dã quý vị, cái dạng kiểu là câu cá khá là vui. À, người dân ở trong này á, người ta không có bán đất gì đâu, người ta để dành đất để người ta mở những cái dịch vụ đó quý vị, kiếm ăn khá là tốt nha. Đây rồi, chúng ta lên cầu An Hảo thôi. Đấy quý vị thấy không, chạy cỡ đó luôn. Đây chúng ta bắt đầu lên cầu An Hảo nha quý vị. Khu vực cầu An Hảo này thì ngày hôm qua cũng cập nhật quý vị thông tin là có một vụ như là treo cổ thì phải, ở gần gần cầu An Hảo này chứ không phải là trên cây cầu An Hảo. Đó, có một vụ treo cổ. Nói chung là dạo gần đây khá là chán với lại những cái vụ này quý vị. Nói chung là cuộc sống mà cũng có lúc này lúc kia, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà kết thúc cuộc sống như vậy thì thật sự rất là buồn. Đây quý vị, tới đây thì đổ hết cây cầu này cũng sẽ rẽ qua bên này đây. À, chúng ta sẽ đi qua hướng cái đường Trần Quốc Toản, đi về hướng Bình Đa. Chỗ này xe chạy ghê lắm, các bạn thấy không? Xe chỗ này là bao ghê luôn đấy. Chúng sẽ qua đường đây, kinh khủng lắm, chỗ này là kinh khủng lắm. Bây giờ Phú sẽ bay từ cái hướng dưới cầu An Hảo lên trên cho quý vị xem ha. Cái hướng này chúng ta sẽ nhìn từ ngã tư Vũng Tàu hướng về Cù Lao Phố quý vị, ngang qua cái cầu An Hảo. Đây, bây giờ Phú sẽ đi từ hướng ngã tư Vũng Tàu đi qua cái cầu An Hảo tiến về Biên Hòa. Đây là cái cầu An Hảo quý vị ha, bắc ngang qua sông Đồng Nai này. Quý vị thấy cái cầu đẹp không? Đó, đi qua cái cầu này là chúng ta vào vùng đất Cù Lao Phố. Cái cầu này nếu mà tính ra thì cũng xây dựng được khoảng gần chục năm rồi quý vị. Đi qua cây cầu này là chúng ta đang chạy trên cái đường Đặng Văn Trơn thuộc xã Hiệp Hòa, Cù Lao Phố. Đó, đi bên này là hai bên là đất Cù Lao Phố quý vị nhé. Đi thẳng là chúng ta sẽ đi vào bên trong trung tâm thành phố Biên Hòa. Hướng này chúng ta sẽ đi ngược lại từ hướng Cù Lao Phố để đi ra hướng ngã tư Vũng Tàu thông qua cây cầu An Hảo. Từ ngày mà có cây cầu này thì cái việc mà thông thương từ Biên Hòa đi ra quốc lộ cũng như là từ quốc lộ để đi vào Biên Hòa rất là thuận tiện quý vị. Đó, ngày xưa mà nếu mà muốn đi qua đây thì mọi người phải đi qua bến đò An Hảo.
Còn không thì mọi người phải đi những cái đường khác, ví dụ như là ngã ba Tân Vạn hoặc là từ hướng ngã ba Tam Hiệp đi vô. Rồi bây giờ thì chỉ cần đi qua cây cầu này thôi là rất là tiện lợi vô cùng. Đấy, cái hướng này là chúng ta sẽ đi thẳng ra ngã tư Vũng Tàu quý vị. Trước mắt quý vị đó là khu công nghiệp Biên Hòa 1. Đây, phụ rẽ qua bên này cho quý vị xem. Hướng bên này là khu công nghiệp Biên Hòa 1 đây. À, nó đi qua cái đường này là đường Trần Quốc Toản. Chúng ta đi thẳng vào phường An Bình và Bình Đa. Đó, nhìn qua bên này là sông Đồng Nai và bến phà An Hảo cũ. Đây, Phú sẽ đi từ cái hướng chân cầu này tiến về phía bến đò An Hảo cũ cho quý vị xem. À, cũng như là nhìn một chút xíu về khu công nghiệp Biên Hòa 1. À, ngay chỗ này là bến đò An Hảo cũ rồi quý vị. Bây giờ thì bỏ rồi. Đây, trước mắt quý vị đó chính là những xí nghiệp ở bên trong khu công nghiệp Biên Hòa 1. Thì theo thông tin thì khu công nghiệp Biên Hòa 1 này sớm sẽ được rời đi nơi khác quý vị nhé. Và ở đây người ta sẽ mở ra những cái khu đô thị hoặc là trung tâm thương mại. Nhưng mà không biết bao giờ thì người ta mới thực hiện cái dự án này. Đó chỉ là cái thông tin thôi. Đây, Phú cho quý vị xem một vòng ở đây nha. Đó, bên phía bên kia chính là đất của Lau Phố. Đó, cắt ngang qua cái dòng sông Đồng Nai. Đây là cầu An Hảo nè. Quay ngược ra hướng ngã tư Vũng Tàu. Đây, Phú đi ngược lại ra hướng ngã tư Vũng Tàu này. Đó, lại đi ngang qua lại cái bến đò An Hảo cũ hồi xưa cho quý vị xem. Thì ở đây từ ngày mà có cây cầu An Hảo thì bến đò không còn hoạt động nữa. Còn bây giờ ở đó thì Phú không biết là người ta còn đi đò đi phà nữa hay không. Đó, ngay chỗ này nó là một cái ngã ba. Thì cái hướng mà chúng ta đang đi là cái hướng đường Trần Quốc Toản. Còn cái hướng đi thẳng tới là ra ngã tư Vũng Tàu ha. Rồi thì tới đây Phú xin được tạm dừng cái video này ở đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo.